Mọi chuyện xảy ra quá là nhanh đi. Mình thì mình đang nằm trên mặt đường, quay mặt về ngược lại, cái hướng ngược lại để thì thấy bạn mình là cái miệng đầy máu. Tính ra là tụi mình nằm ngay ngã tư luôn ấy. Theo lời của người dân gần đó thì mình được biết là cái ngã tư ấy là xảy ra cực kỳ nhiều vụ tai nạn. Có nhiều người không may á, khi mà xảy ra tai nạn á, là họ nằm xuống là họ nằm luôn. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Vừa rồi thì mình mới vừa bị đụng xe đấy mọi người. Đụng xe thì có gì mà hay ho để mà đem lên đây kể chứ đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là trong cái lúc là mọi thứ nó ập đến một cách bất ngờ như vậy thì nhiều bạn cũng sẽ giống như mình là sẽ không biết xử lý cái tình huống đó như thế nào. Mọi người xung quanh thì cứ ùa lại, xe cộ thì nằm ngổn ngang dưới đất. Đang vừa chạy ngon lành thì bùm một cái đã ngã xuống dưới đất rồi. Hoang mang chứ. Không phải là nhiều suy nghĩ ập tới làm cho đầu óc bị rối vào cái lúc đó, mà thật chất là mọi thứ diễn ra quá là lẹ đi. Đầu óc lúc ấy thì không có kịp suy nghĩ cái gì hết cả. Trước khi đi tiếp với video thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Link để phía dưới phần mô tả nha. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Chuyện là hôm đó có hẹn đi chơi với bạn. À, mình chở bạn đó sau lưng. Cái bạn mà đi du lịch đập bàn bảo là chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Tao đang cảm thấy nhóm đang có nguy cơ tan rã, cái bạn đó đó. Mình nhớ là lúc đó đang chạy trên đoạn đường một chiều. Mình thì mình chạy xe không có nhanh đâu. Tới cái đoạn ngã tư á, không có đèn đỏ, thì lúc này đột nhiên có một cái xe từ cái đoạn ngã tư phóng ra. Thế là bum, mình, bạn mình và cái cậu thanh niên điều khiển cái xe đó đó đều ngã và bay ra phía trước. Mọi chuyện xảy ra quá là nhanh đi. Mình thì mình đang nằm trên mặt đường, quay mặt về ngược lại, cái hướng ngược lại để thì thấy bạn mình là cái miệng đầy máu. Tính ra là tụi mình nằm ngay ngã tư luôn ấy. Mình thì bị chày ở lòng bàn tay và hai bên chân nhưng mà vẫn có thể đứng dậy được và tiến về phía bạn mình. Có một cái chú rất là tốt bụng luôn nha, thấy như vậy thì chú tiến là cái cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai chai nước, dìu tụi mình đi vào bên trong lề và rửa vết thương. Còn cái cậu thanh niên đó thì cũng ngã rồi cũng đứng dậy chạy tới phía tụi mình để mà hỏi thăm, tại thì cũng thấy chảy máu cũng hoảng quá, mà cũng hên là bạn mình không có bị nặng. Theo nguyên lý là cũng may là mình chạy chậm, nên là khi mà cái cậu thanh niên nó phóng ra thì thứ cậu ấy đụng trúng chính là cái phần đầu xe. Theo quán tính thì mình sẽ là người lái sẽ ngã theo hướng của cậu thanh niên, còn bạn mình thì do ngồi ngoài sau nên là khi mà xảy ra vụ va chạm là bạn mình sẽ ngã theo cái hướng mà đường một chiều. Cũng hơn là lúc đó không có cái xe lớn, lúc đó mình mà chạy nhanh là thứ mà cái cậu thanh niên nó tông trực diện vào chính là thân thể của mình và bạn mình, chứ không còn là cái đầu xe nữa. Lúc đó là gãy xương chứ không chơi luôn. Do là lần đầu không có kinh nghiệm xử lý tình huống, cô chú xung quanh thì cũng bu lại đông rồi cũng hỏi có chuyện gì vậy, rồi ai đúng ai sai. Thì nhìn về phía bên tụi mình nha, thì tụi mình cũng chạy sơ. Mình thì cũng có hỏi thăm cậu thanh niên thì biết là cậu không có thương tích gì. Rồi cái chú mà mua hai chai nước hồi nãy á mới bảo với mình là nếu mà cả hai bên thì cũng chạy sơ thì cũng thương lượng thôi, thì cũng cũng không có cần phải kêu công an xuống làm việc, cứ tha cho nó đi đi. Rồi chú dắt qua bên đường chỗ này sửa xe nè. Lúc đó là cái xe, người thì lặng lặng nha, mà cái xe thì nó nát phần đầu luôn, là cái mặt nạ xe và một bên của cái đèn xe là bể nát luôn. Đáng lẽ là mình phải giữ người lại để mà tính chi phí sửa xe. Một cái hên là gì mọi người biết không? Đúng lý nha, té như vậy là hên, lấy cái gì hên nữa, nhưng mà trong cái rủi nó có cái may, là cái khu vực tụi mình té xe như vậy nè, trên cái ngã tư đó là một loạt các tiệm mà bán phụ tùng xe máy giá sỉ. Thì mua cái mặt nạ xe và một bên hông của đèn xe mua rồi thay luôn là
tất thảy là cỡ 450 cổ đi thay người vậy. Được cái là cô chú ở đó rất là thân thiện và xem tụi mình như con cháu vậy. Không phải là mình té rồi mình bị hoảng rồi mình mới nói như vậy. Một chi tiết khiến cho mình cảm thấy là cô chú thật sự thân thiện chứ không phải là mình đang bị gài. Có thể là nói từ bị gài thì nghe sẽ hơi xúc phạm đối với cái sự nhiệt tình của cô chú, nhưng mà ra đời mình cũng phải có một cái tâm lý phòng bị nhất định chứ, đúng không? Thì cái chi tiết khiến cho mình cảm thấy là họ xuất phát từ thật tâm, đó là khi mà đem tới cái tiệm sửa xe ngay ngã tư đường đó đó. Ngã tư đường thì chú bảo là ở trên, chú chỉ rõ cái địa chỉ nơi bán phụ tùng xe giá sỉ luôn. Chú bảo là mua cái này lắp đi, ví dụ mà cảm thấy là không mang đủ tiền trong người á, công thay á nó không bao nhiêu hết, thì ví dụ mà cảm thấy là không đủ tiền đi thì yên tâm chú trả. Theo lời của người dân gần đó thì mình được biết là cái ngã tư ấy á, là xảy ra cực kỳ nhiều vụ tai nạn. Có nhiều người không may á, khi mà xảy ra tai nạn á, là họ nằm xuống là họ nằm luôn. Nói tới đây thì tự nhiên mình cảm thấy bị nổi da gà ấy. Tại vì mình đang quay vlog một mình ở phòng khách. Cái con đường mang tên là Nguyễn Trãi, cái khúc mà gần gần Thuận Kiều ấy. Nên là nếu mà mọi người có xem vlog này và có tham gia giao thông ở trên con đường đó thì mọi người hãy quan sát cẩn thận nha. Qua vụ này thì mình học được bài học đó là có thể là hơi chát, nhưng mà lúc trước thì mình cứ nghĩ là ok, miễn là mình chạy xe đúng luật, chạy chậm thì là ok rồi. Nhưng mà sau cái vụ này thì mình nhận thấy là cho dù mình có chạy chậm, mình có chạy đúng luật, mà đối phương tham gia giao thông á cà rỡn thì cũng như không, là thấy phụ mẫu luôn. Đáng lẽ băng qua ngã tư như vậy, nhất là những đoạn không có đèn xanh đèn đỏ, thì cái cậu thanh niên đâu thể phóng cái vụt qua như vậy, phải đứng lại chờ chứ. Kiểu cái gì nó cũng có một độ rủi ro nhất định, đây là quy luật của cuộc sống rồi. Bạn đâu thể yêu cầu trải nghiệm một cái gì đó mang 100% sự an toàn đâu. Cho dù là có đi bộ, cho dù là có ngồi ở đây xem tivi, quay vlog, thì bỗng nhiên bạn ngã, thì cái ngã xuống đất đó đó, nó cũng là cái phần trăm nguy hiểm. Cái việc mà chúng ta có thể làm á, đó chính là hạn chế sự rủi ro nhất có thể, như là đội nón bảo hiểm nè, rồi chạy xe chậm chậm, không chậm cũng kiểu chạy vừa vừa, và tập thể dục. Một người á, khi mà tập thể dục thường xuyên á, bạn sẽ thấy đi, khi mà họ ngã hay là cái gì đó thì cái cơ thể của họ vô một cái thế là hạn chế cái sự mà chấn thương nhất có thể. Một hệ quả gần đây đó là sau cái vụ việc đó xảy ra, khi mà qua các ngã tư, cho dù là có đèn đỏ hay không thì mình cũng phải quan sát hai bên thật là cẩn thận, nhất là tụi mình là những người bị cận mang cặp mắt kiến nữa. Tính ra là cái phần trái phải á, là hai cái phần này nó không có được cái tròng kính á, bao phủ á, nên nó tính ra nó cũng chính là một cái điểm mù của tụi mình nữa. Và một điều nữa, không biết mọi người có cái tâm lý này không, khi mà không có chuyện xảy ra, với một cái tâm thế bình thường, tôi hoạt động với 100% cái tôi của ta, cái tôi chính là cái suy nghĩ của ta về cái thế giới xung quanh, thì lúc này sẽ đưa ra một cái nhận định, à tôi có thể làm tất cả mọi chuyện một mình. Mà cái nhận định này á, một cách cực đoan mà mình nghĩ nha, cực đoan hay không á, nhiều khi là do cái cảm nhận chủ quan của các cá thể. Cái nhận định cực đoan đó là nếu tôi có thể làm mọi chuyện một mình như vậy thì tôi đâu cần mọi người xung quanh. Nhưng khi mà gặp chuyện rồi thì ta mới bất đắc dĩ phải hạ cái tôi của mình xuống. Từ đó ta nhìn đời với một cái ánh mắt dễ tổn thương hơn, nhưng đồng thời lại bao dung hơn. Đó chính là lý do cho cái câu nói á, là nếu mà ở nhà không dạy được nó thì cho nó ra ngoài đường, xã hội này sẽ dạy cho nó, cuộc đời này sẽ dạy cho nó. Tại vì á, ở nhà á, là sẽ tạo cái điều kiện rất là thích hợp để cho cái tôi nó phát triển rất là cao. Mà cái tôi cao á,
thì chúng ta sẽ không nhìn thấy gì và cũng không nghe được cái gì hết á. Nên là mặc nhiên những cái lời dạy dỗ đâu có đưa vào đầu được đâu. Tới khi mà xảy ra chuyện rồi á, thì lúc đó mới bất đắc dĩ phải thay đổi. Thì lúc đó mới chịu sửa. Cũng gọi là một điều may mắn của đi thay người là mình và bạn mình không bị gì quá nặng nề để có thể ngồi ở đây để mà kể lại câu chuyện này cho mọi người. Còn các bạn thì sao? Không lẽ bây giờ hỏi là các bạn đã bị té xe chưa? Hãy chia sẻ trải nghiệm với mình nhé. Thì nó vô duyên quá, đúng không? Để mình suy nghĩ một cái cách nói khác ha. Không biết bạn đã trải nghiệm một cái không biết bạn đã trải qua một cái trải nghiệm tương tự chưa? Và bài học bạn rút ra từ cái trải nghiệm đó là gì? Nếu có, hãy chia sẻ phía dưới phần bình luận cho mình nhé. Đỡ vô duyên hơn rồi đúng không? Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem chiếc video này tới tận giờ phút này luôn. Và đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn nhé. Còn bây giờ thì, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.